Bây giờ là em đang đang chuẩn bị là chở nó ra cái đường đấy đấy. Anh với cả Thư với cả mọi người là mai phục ở đấy đi. Là vợ muốn là vợ với chồng cưới nhau sớm chứ không muốn ai yêu chồng hay là phá bọn mình nữa. Nói chung là bây giờ anh chỉ cưới em thôi mà, chứ anh cưới, cưới ai đâu, vì em cứ yên tâm. Chính vậy, đúng rồi. Lâu lắm. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi nhá. Thật ra ấy, tao giả vờ tao yêu mày để cho mày rút đơn kiện cho vợ tao ra khỏi thôi, được chưa? Tao béo rồi, có tình cảm với mày. Mày tưởng mày kiếm tao về đấy à? Thôi. Bây giờ vợ chồng tao vẫn yêu nhau, vẫn hạnh phúc lắm em ạ. Thôi, mày cứ xem nhá, tao không để cho mày yên đâu. À, mày đừng dọa. Bây giờ anh phải gọi cho Thư với cả anh Trường để mai phủ ở trên đấy chắc. Đúng rồi anh ạ. Bây giờ nó đang bắt anh là phải đi chụp váy cưới với cả đi chụp ảnh cưới luôn. Đấy, bây giờ nó gọi theo tôi đấy. Phải gọi anh Trường với chị Thư ra chặn. Anh gọi anh Trường với cả Thư để mai phục sẵn để tí nữa anh lật mặt luôn. Nó rút đơn kiện cho chị Thư rồi. Đúng đấy thì vui quá. Vui cái nó lật mặt cho nó. Ừ. Biết luôn. Bé nó béo nghe thấy đấy. Anh thằng anh. Alo. Bây giờ anh mai phục ở chỗ đấy cho em nhá. Bây giờ là em bây giờ là em đang chuẩn bị là chở nó ra cái đường đấy đấy. Anh với cả Thư với cả mọi người là mai phục ở đấy đi. Xong là lát nữa em ra. Anh qua đang ở đây rồi chồng ạ. Ok, cứ ở đây đi. Nó rút đơn kiện cho vợ rồi, Ừ, nó rút đơn kiện rồi. Bây giờ là chồng với cả là Mạnh với cả nó đang chuẩn bị đi ra đấy đấy. Nó bây giờ nó cứ okay, nó cứ nghĩ là chồng yêu nó, bây giờ để chồng chở nó ra xong rồi anh em mình cho nó một bài học nhá. Đi. Bây giờ lên trên đấy mình cứ bình thường nó nhá, diễn bình thường nó. Đi. Sao anh làm gì mà lâu? Anh gọi điện cho thằng bạn anh, bạn nó gọi điện nó bảo là có cái việc muốn nhờ. Thôi vợ chồng mình đi, anh lên người ta gọi rồi, sắp muộn rồi, lên chụp ảnh cưới không ạ? Ừ, bây giờ là anh với em lên đấy chụp ảnh cưới thì xem như nào thì chụp luôn rồi là chọn ngày cưới nhau. Thì em nói chuyện với bố mẹ em chưa? Em nói chuyện hết rồi. Mấy cả giờ em cũng thấy, giờ vợ cũng thấy là bao nhiêu sự cố sóng gió, giờ chúng mình cũng được ở bên nhau rồi. Nên là em giờ vợ muốn là vợ với chồng cưới nhau sớm chứ không muốn ai yêu chồng hay là phá bọn mình nữa. Nói chung là bây giờ anh chỉ cưới em thôi mà, chứ anh cưới ai đâu, vì em cứ yên tâm. Bây giờ anh chỉ cưới em thôi. Đúng rồi, anh kia anh chỉ cưới em thôi mà. Đó. Bây giờ anh có yêu Thư nữa đâu. Vâng, thế giờ vợ chồng mình cưới nhá. Ok, bây giờ anh chở em đi luôn. Em rút đơn kiện cho Thư rồi đúng không? Vâng, em rút rồi. Rồi thế thì cho anh ký. Bây giờ là vợ chồng mình chuẩn bị cưới nhau là giờ về mình nói chuyện với gia đình thôi. Đợi anh đi để anh xuống đây để đi vệ sinh nhé. Anh ơi, anh phải dừng lại ở đây. Để anh đi vệ sinh hả? Đi mà, rồi anh đi, bây giờ anh muốn đi vệ sinh. Đi xuống đây, anh đi xuống đây. Anh ơi, anh phải dừng lại ở đây. Đi xuống đây. Giờ mày như thế nào? Chúng mày gài bẫy tao à? Này. Tao gài đây, này. Mày ra đây cho. Đừng nói chuyện đó, đừng nói chuyện đó. Này. Mày nghĩ mày yêu mày á? Hả? Tất cả là chúng mày dựng lên để gài bẫy tao đúng không? Bây giờ mày biết à? Hả? Bây giờ mày biết đây là quá muộn rồi, được chưa? Thật ra không có tình cảm với mày đâu. Mày còn bảo với tao đi chụp ảnh cưới với mày á? Mày nghĩ sao đấy? Mày nghĩ em tao nó dễ dàng yêu mày thế à? Mày định gài ai? Mày cứ là chúng tao hả? Mày đừng có đâu có vợ tao. Tao ý thôi, nó thằng mày này. Thật ra ấy, tao giả vờ tao yêu mày để cho mày rút đơn kiện cho vợ tao ra khỏi thôi, hiểu chưa? Tao béo rồi, có tình cảm với mày. Mày tưởng mày kiếm tao về đấy à? Thôi. Mày nằm đấy mà mơ à? Nếu mà tao không hiểu như thế thì làm sao mà mày rút đơn kiện? Nghĩ sao ấy? Không bao giờ tao là chúng mày gài tao, tao thôi. Không nói chuyện nữa, nói chuyện với mày. Lần sau nhá, tránh xa ra. Chưa? Đừng có nghĩ là lúc nào ấy mình cũng đi yêu ai xong là mình bắt buộc người khác thì mình lập mưu rồi là mình mưu hèn kế bẩn, mình bỏ buồn người khác. Mình nghĩ mày có
có tiền xong rồi mày muốn kiện ai thì kiện à? Ừ, tao thế đây. Lúc mà mày có tiền đấy, mày bảo mày kiện tao á. Bố thằng này luôn, kéo có gì cả với mày. Mày đừng bao giờ ấy, rồi như tao có yêu mày. Thật ra mà đây tao giở vờ ấy thôi, tao gọi mọi người đến đây để cho mọi người mai phục trước. Thì ra là chúng mày chỉ lừa tao để chúng mày ra bắt để tao giúp kiện chúng mày. Ui rồi ơi, tưởng ngay giờ nó mới biết rồi chị ạ. Anh ạ, giờ nó mới biết. Mày làm cái bộ quá là hèn. Này, tưởng ngay em yêu nó, rất lần kiện rồi. Bây giờ làm gì được nhau? Nào, nó gì ra đây này. Này, bây giờ vợ chồng tao vẫn yêu nhau, vẫn hạnh phúc lắm em ạ. Mày cứ tưởng là mày cướp được người khác dễ dàng thế à? Tao nói thẳng cho mày biết là bây giờ mày rút lần kiện rồi ấy. Làm gì được? Cái gì kiện đi. Kiện là kiện rồi. Người nhà có. Rồi chúng mày cứ xem nhá, tao không để chúng mày yên đâu. À, mày đừng dọa, mày đừng dọa. Tao dọa. Tao thật thì mày thích dọa không? Bây giờ là bây giờ mày rút lần kiện rồi, bây giờ mày thích dọa như nào? Mày thích dọa nào? Mày thích cái nào? Hả? Mày á? Bây giờ mày thích cái nào? Con này mà đóng để tao đóng lên, được chưa? Còn về mà nói chuyện bác Khúc đi. Mày bảo thêm bác Khúc là tao không yêu mày đâu. Tao chỉ giả vờ để cho mày dỡ cơ điều kiện thôi. Mày mở cái mồm ra mà mày bắt đầu mình danh rang đi. Này, mày nghĩ vợ chồng tao ấy chia tay cho mày yêu á? Là nó nghĩ là chồng với vợ chia tay. Ôi trời ơi. Đừng bỏ anh ạ. Đừng thấy tao có điều kiện bắt đầu lên mặt kiểu đấy đâu. Là bây giờ mày dọn cái kiện đi. Người nhà mày nó không. Em cho mày một bài học nữa. Lần sau ấy nhìn thấy thằng Thư ấy, tránh xa thằng Thư ra, nhớ chưa? Mời xuống. Mày tôi dạy một bài học đấy. Lúc đào thì con thanh hoang ở nhà lắm tiền đúng không? Nhà có quyền này nó ạ. Quyền. Không cưới mày. Rồi mày quyền đấy đi. Đấy còn định bảo em nhà đi chụp ảnh cưới luôn đi. Xong là xưng vợ vợ chồng chồng. Mày bỏ quá anh ạ. Này, vợ chồng tao hạnh phúc lắm. Vợ chồng tao yêu nhau như này cơ mà. Xem vợ chồng hạnh phúc bao lâu nhá. Thôi, mà bây giờ ấy, tao nói thẳng mày cho mày biết này. Một câu cuối cùng như này. Ngay ngày mai nhá. Mày về nhà tao, mày dọn đồ ra biến ra khỏi nhà tao đi, được chưa? Nó thẳng mày luôn, bây giờ vợ tao mà kể cả vợ tao có vô sinh ấy thì tao vẫn yêu vợ tao, được chưa? Tao nói thẳng mày luôn như thế. Mày ngay ngày mai mày dọn đồ về biến ra khỏi nhà tao, bởi vì bây giờ ấy nhà tao không chứa các loại người như mày. Bây giờ mày gỡ đơn kiện rồi đúng không? Người, được chưa? Cái ỉa. Đi về đi ô tô. Còn ấy, bây giờ ấy bắt taxi hoặc đi bộ về. Chỗ quốc bộ anh ạ. Tiền nó không mang đúng không? Nó có tiền đâu. Đi bộ về cho nhục. Mày còn không đi ơi. Lên lên xe đi bộ. Đi cho nó đi bộ. Xe đi bộ đây. Cho đi bộ. Ôi trời ơi, thanh niên. Được chưa? Cứ tầng bờ. Làm gì em, làm gì ấy? Làm gì ấy? Ồ, hả? Mày làm gì ấy? Nó chặn đường à? Chặn đường à? Con này con nào? Anh ra lôi ra. Anh lôi ra đi. Để ta lôi ra. Lần cuối cùng nhá. Người của tao mãi mãi là của tao, không bao giờ có một quyền ở mày được xéo vào nhá. Đây, 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 đây mày đi, cứ xem mày ở hạnh phúc có nhiều. Thôi chị ơi, đi đi. Thư, lên đây. Đi anh ơi. Đi anh ơi. Đi anh ơi, đi. Còn một lần này nữa, mày ra đây. Còn đây mày cứ cẩn thận đấy nhá, tao phá chúng mày tới. Mày làm sao? Đi bộ về. Mày phá, đến nào thì phá, được chưa? Còn tao, vợ chồng tao yêu nhau, vẫn mãi yêu nhau, được chưa? Được chưa? Mày tính tức chưa? Thôi đi về đi. Đóng cửa rồi em. Cho nó đi bộ luôn. Chơi cái bộ này. Cho đi bộ luôn. Đi bộ nhá. Đi bộ nhá, cho khỏe chân nhá. Chơi đi. Cô bộ đi. Chúng mày không ở ấy, ở đâu đâu. Đi bộ đi. Giờ đi bộ đi. Đi bộ đi. Mẹ nó còn nằm mơ đòi đi chụp ảnh. Đi bộ nhá. Đi bộ nhá. Hả hê thật đấy mọi người ạ. Em chỉ đợi ngày này lâu lắm rồi ấy. Em chỉ mong là nó rút đơn kiện phát là em cho nó vào trận luôn. Ê, vừa nãy là nó lên xe xong là nó bảo là bây giờ vợ chồng mình đi chụp ảnh cưới, nó nghĩ là chồng với vợ là sao đi vợ chồng này, con này nó bị cuồng chồng quá xong rồi nó bị ảo tưởng sức mạnh hay sao ấy. Nó nghĩ là chồng, nó nghĩ là chồng yêu nó thật đúng không? Ừ, cái lúc đấy nhá, hỏi Mạnh xem nó còn bám víu nắm tay nó, mắt nó gì ạ, bắt đầu là nó còn báo víu cơ, dám bám vào chồng. Xong là nó bảo là bây giờ vợ không muốn ai yêu chồng với cả không muốn ai lấy chồng nữa. Không thế loại thế kia này, cơ. Bây giờ nghĩ lại chắc là nó nhục gần chết mất. Cày lắm, cày thử luôn. Bây giờ đi bộ cay cực kỳ luôn. Bây giờ vùng cả làng người ta xem này. Cả làng người ta chạy ra xem người ta cười. Bây giờ cả làng người ta ra người ta xem, người ta lại bảo hỏi là tại sao mà bị
thế nó bảo ui cháu là người rất giật chồng người khác. Cái là cho mày biết. Chắc mình thế luôn, người ta mà hỏi còn không dám hỏi, không dám nói nè cháu bị sao. Đúng rồi. Bây giờ là mang cái giọng bộ thất thác đi về nhục nhã. Chắc là mai nó phải chuyển đồ đi ấy chồng nhờ. Cái cày lắm. Chứ đừng nghe đi chụp ảnh cưới, ai ngờ là đi bộ. Ôi trời ơi. Ai ngờ là có bị ăn đòn. Nói đi chụp ảnh cưới em sướng lắm ấy nhờ. Nghe sướng. Khoác tay anh Kiên các kiểu mà. Cười tung tím. Kiểu như là nó chờ cái ngày này lâu lắm rồi anh. Không phải mà ý là nó muốn là nó muốn cưới tôi. Cưới luôn để luôn để cho đỡ ai ai cướp ấy. Để cho ràng buộc luôn đấy, kiểu ấy đấy. Con này mà nó đéo ngờ rằng là anh em mình là lên kế hoạch như thế. Lúc đấy là anh em nhào ra một cái nó bất ngờ cơ mà. Bất ngờ luôn đúng không? Mình luôn. Nó còn chả biết là tự nhiên mà tại sao mà mình bị u bu bu bu. Thế nhưng mà cái cảm giác nghĩ là được gói cho trong tay mình rồi, được giữ cho trong tay mình rồi, ai ngờ bị mất đấy nhở. Thôi anh em mình đi ăn mừng đi, vui rồi. Hello mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Và Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan. Một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân. Và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống được rồi. Rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhé. Ok mọi người này, một lọ của nó sẽ như này. Đó. Bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhá. Mỗi lần thì 2 viên, một viên to, một viên nhỏ. Đó. Đó như này. Một viên bé này, viên một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó. Cái sản phẩm này thì dành cho những cái bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên. Đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại trả lại tiền luôn. Đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi. Và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đấy, sự gắt gọt không? Đấy, sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp trai ngay anh em ạ. Đấy các bạn cứ yên tâm nhá. Nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye. 我当被记来。